Quang Minh bật khóc nức nở, lần đầu nói rõ lý do ly hôn Hồng Đào. Quang Minh Hồng Đào từng là cặp đôi nổi tiếng của giới giải trí, họ ở bên nhau trong 24 năm, có hai cô con gái xinh xắn thông minh. Trên sân khấu lẫn ngoài đời, Quang Minh Hồng Đào luôn được ngưỡng mộ, yêu mến. Thế nhưng bất ngờ xảy ra vào giữa năm 2019 khi đôi nghệ sĩ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng đồng nghiệp. Lý do cuộc hôn nhân của Quang Minh Hồng Đào đổ vỡ đến nay vẫn là câu hỏi lớn. Mới đây xuất hiện trong chương trình Chuyện Ngại Nói với Xuân Lan, Quang Minh hiếm hoi nói thẳng, nói thật về những khúc mắc đời tư mà khán giả tò mò bấy lâu nay. Theo đó, nam diễn viên cho biết mình và Hồng Đào vốn không có nhiều thời gian ở bên các con vì lịch trình làm việc dày đặc. Ông bà ngoại đã thay họ làm điều đó. Hai cô con gái của Quang Minh Hồng Đào rất yêu thương nhau. Hiểu chuyện, trong gia đình Quang Minh không bao giờ từ chối các con, ngược lại Hồng Đào đôi lúc la mắng, nghiêm khắc hơn. Nhiều khi biết nó sai nhưng tôi không nỡ, nhìn con mình phải buồn. Trước mặt con, tôi không bao giờ tỏ ra mình là ba của nó. Tôi muốn con xem mình như người bạn, Quang Minh nói. Điều Quang Minh sợ nhất là các con hư hỏng, tuy nhiên hiện tại giao cho vợ cũ, anh cảm thấy rất an tâm. Trong mắt nam diễn viên, Hồng Đào luôn bận rộn, cũng không bao giờ lơ là các con. Cô luôn giữ lời hứa, chăm sóc tốt cho cả hai công chúa. Điều này khiến Quang Minh rất nể phục, anh khẳng định Hồng Đào cái gì cũng nghĩ đến con hết. Xúc động khi nói về gia đình con cái, Quang Minh rơi nước mắt, khiến Xuân Lan bất ngờ. Anh tâm sự, mình rất thích được chăm sóc các con, từ việc dọn dẹp, giặt đồ. Ngược lại, nam diễn viên chỉ cần hai con gái yêu thương và hiểu cho mình là đủ. Sau ly hôn, Quang Minh cảm thấy rất có lỗi với các con của mình. Anh chia sẻ vì chuyện của người lớn mà làm cho con của tôi không được gần một lúc cả ba lẫn mẹ. Nó ở bên mẹ thì không có ba, mà nó ở bên ba thì không có mẹ. Tôi rất hối hận và cảm thấy có lỗi với hai con vì điều này. Nói về lý do nhất quyết chia tay Hồng Đào, Quang Minh cho rằng vì anh quá thương người vợ tạo tần ở bên mình 24 năm. Chính vì tôi còn thương Hồng Đào nên tôi mới chia tay. Vì sao? Nếu hai vợ chồng càng sống với nhau thì mỗi người đều có những quan điểm khác nhau. Nếu ráng vì con cái mà tiếp tục thì lại khổ cả hai người. Chính vì vậy giải thoát cho nhau. Nếu mai sau hiểu nhau thì làm bạn vẫn là tốt hơn, Quang Minh xúc động nói. Chia sẻ của nam diễn viên khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán. Nhiều người tỏ ra cảm phục cách cư xử của Quang Minh Hồng Đào sau ly hôn. Mặc dù không còn ở bên nhau, nhưng họ chưa một lần gây gổ ồn ào, tranh cãi căng thẳng. Thay vào đó là thái độ tôn trọng, biết ơn khi nhắc tới đối phương. Hồ Ngọc Hà và Thiên Tịnh Sự tai tiếng với 9 người đàn ông nổi danh Việt Nam. Không chỉ tài năng, nữ hoàng giải trí còn là người biết điều khiển dư luận bằng những tin đồn tình ái, những mối quan hệ mập mờ trong suốt những năm tháng dẫn thân vào showbiz. Ấy vậy mà, bản thân Hồ Ngọc Hà lại chưa từng có một đám cưới công khai với dư luận. Một đại gia Phạm Quang Hắc, người chồng năm 16 tuổi của cô. Được biết người chồng này của cô là đại gia Phạm Quang Hắc, thường được gọi là Hắc Quốc. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, nhưng không lâu sau, vì quá chán nản cuộc hôn nhân này, nên Hồ Ngọc Hà đã đứng ra làm thủ tục ly hôn với người chồng đầu tiên. Bản thân nữ ca sĩ không hề thoải mái khi nhắc lại cuộc hôn nhân đổ vỡ vì cô cho rằng dù được yêu chiều hết mình, nhưng tiếng sét ái tình đã không đủ sức níu giữ cuộc hôn nhân này. 2. Nhạc sĩ Huy Tuấn. Huy Tuấn được coi là người đàn ông nâng đỡ Hồ Ngọc Hà khi lần đầu tiên cô bước chân vào nghề hát. Nếu không có Huy Tuấn, album đầu tay 24 giờ 7 ngày của cô sẽ không thể ra mắt. Thời điểm mới vào nghề, giọng hát của Hồ Ngọc Hà khá non yếu và chỉ đủ chuẩn cho một ca sĩ hát karaoke. Tuy nhiên âm mông đầu tay của cô vẫn giữ được tiếng vang nhờ bàn tay tài hoa của nhạc sĩ Huy Tuấn. 3. Huy MC chồng cũ ca sĩ Thu Phương. Huy MC là bạn thân, cũng là người từng giúp đỡ Hồ Ngọc Hà trong khi cô nỗ lực thu âm âm mông đầu tiên. Những cuộc tâm sự kéo dài của cả hai đã khiến mức độ bạn bè vượt ngưỡng. Thậm chí rất nhiều lần hai người bị bắt gặp khi kéo nhau vào ô tô để hôn và sự việc này đến tai Thu Phương. Thu Phương biết nhưng làm ngơ. Mới đây, chồng cũ của ca sĩ Thu Phương là Huy MC cũng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ với Hồ Ngọc Hà. Thời điểm đó rộ lên thông tin, Phương Thanh tác Hồ Ngọc Hà để đòi lại công bằng. Dù vậy, cuộc hôn nhân của cả hai vẫn đổ vỡ và Hồ Ngọc Hà được xem là người châm ngòi cho sự chia cắt trong mối quan hệ của Thu Phương và Huy MC. 3. Đạo diễn Trần Lực. Trần Lực và Hồ Ngọc Hà dính nghi án tình cảm trong thời gian quay phim Chiến dịch Trái tim bên phải. Trần Lực là người từng đổ vỡ hôn nhân đến lần thứ ba.
quy chuẩn người phụ nữ của ông có phần khắc khe trên mức bình thường. Vậy mà Hồ Ngọc Hà đã lọt vào mắt xanh của ông, và ngay cả vai diễn trong bộ phim Chiến dịch trái tim bên phải dường như cũng viết ra cho chính con người của Hồ Ngọc Hà. Hà đẹp trong sáng ngây thơ và thánh thiện trong tà áo dài. Dù vậy, mối tình này vẫn mãi là ẩn số trong dư luận. Tuấn Hưng, ồn ào nhất trong những cuộc tình của Hồ Ngọc Hà phải nhắc đến mối tình tay ba cùng Tuấn Hưng thân Thúy Hà. Hồ Ngọc Hà từng là người bạn thân, ở cùng thân Thúy Hà khi mới vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Khi ấy thân Thúy Hà và Tuấn Hưng có tình cảm đặc biệt. Trong một lần vô tình gặp gỡ, Tuấn Hưng bỗng chốc phải lòng Hồ Ngọc Hà và dần lạnh nhạt, xa lánh thân Thúy Hà. Báo chí thời điểm đó từng tốn rất nhiều giấy mực, đồng thời phê phán sự chen chân vô duyên của Hồ Ngọc Hà vào cuộc tình của V-pop. Riêng thân Thúy Hà, mỗi khi nhắc đến chuyện tình này thì không khỏi cay đắng khi bị người bạn thân hất tay trên. Dù vậy, mối tình của Hồ Ngọc Hà và Tuấn Hưng cũng nhanh chóng tan vỡ không lâu sau đó. Nhạc sĩ Đức Trí. Cuộc đời của Hồ Ngọc Hà thay đổi lớn nhất kể từ khi gặp gỡ nhạc sĩ Đức Trí. Chàng nhạc sĩ trẻ tài năng là người đưa tên tuổi Hồ Ngọc Hà đến với âm nhạc và thực hiện nhiều album giúp Hồ Ngọc Hà phát triển thêm một bậc. Album Và Tôi Đã Yêu Em ra đời vào năm 2005, gặt hái rất nhiều thành công với những bản hit như Đêm Nghe Tiếng Mưa, Yêu Thương Mong Manh. Cả hai hợp nhau cả trong suy nghĩ và âm nhạc. Chính mối tình này cũng từng khiến Đức Trí cho ra đời những tuyệt phẩm âm nhạc. Dù vậy, cả hai đường ai nấy đi không lâu sau đó vì lý do Đức Trí bất cần và vô tâm với Hồ Ngọc Hà. Cần Đô La được xem là mối quan hệ kín tiếng nhất của Hồ Ngọc Hà trước khi công bố với báo giới. Bức ảnh Hồ Ngọc Hà chụp chung với Cần Đô La nhanh chóng trở thành quả bom tin tức với truyền thông. Dù vướng phải không ít tranh cãi và suy đoán rằng Hà Hồ hám lợi vì tiền nên đến với Cần Đô La, nhưng cặp đôi vẫn minh chứng một mối tình bền bỉ, đẹp đẽ và sinh trái ngọt su beo. Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa, đây được xem là mối tình tốn nhiều giấy mực và lấy đi hầu như danh tiếng và địa vị của Hồ Ngọc Hà trong mắt người hâm mộ. Bởi lẽ cuộc tình này, đại gia Chu Đăng Khoa đã có vợ con đầy Huệ. Thời điểm bức ảnh của ôm hôn đại gia Chu Đăng Khoa được hé lộ, tên tuổi Hồ Ngọc Hà bị cư dân mạng chà đạp và mắng chửi không thương tiếc. Nhiều người thẳng tay lên án hành động phá hoại hạnh phúc hôn nhân của cô, thậm chí kêu gọi tẩy chay và yêu cầu không sử dụng bất kỳ hình ảnh nào của Hồ Ngọc Hà làm đại diện trên các nhãn hàng. Những đêm diễn của cô cũng không còn sức hút như trước. Kim Lý. Mới nhất, mối tình của Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Kim Lý là gương mặt diễn viên đạt được nhiều thành tựu với những vai diễn đình đám. Đặc biệt, anh từng có mối quan hệ mặn nồng với diễn viên Trương Ngọc Ánh trong bộ phim Hương Ga